Câu chuyện bắt đầu với cánh rừng già bát ngát và một đàn khỉ đang sống bình yên. Bỗng dưng ở đâu một đoàn người lao ra săn đuổi ác liệt. Đám khỉ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng vẫn bị dính bẫy của con người. Thì ra những người này là thợ săn chuyên gia đi bắt đám khỉ bán. Chú khỉ vừa bị bắt này hét lớn và nhìn về phía khu rừng một cách vô vọng. Thì ra, lũ khỉ sau khi bị bắt sẽ được bán cho phòng thí nghiệm nghiên cứu. Chú khỉ này có thể giải xong trò xếp hình trong vòng vài giây, khiến tiến sĩ Win nghi ngờ về chuyện này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, anh đã hét lên sung sướng. Sau đó, anh vội vàng chạy đi báo cáo với sếp của mình là Jacob. Vậy là thuốc kích thích thần kinh ALZ-112 của anh ta đã có tác dụng. Nó vốn là một liệu pháp gen cho phép não tự sản sinh tế bào và giúp não bộ ông già có thể trở lại thời trẻ trâu. Không những vậy, loại thuốc này đã giúp loài khỉ thông minh hơn ngàn lần, thậm chí có thể giải những trò chơi mà trẻ em bình thường chưa chắc giải được. Không ngờ chú khỉ được thử nghiệm bất ngờ lên cơn phá phách, khiến hai nhân viên mệt vãi chưởng mới đóng cửa được. Một nhân viên dùng chai soda để dụ chú khỉ mắt sáng ra ngoài, nhưng trí thông minh của chú khỉ tăng lên quá nhanh. Biết mọi chuyện không ổn, anh béo ấn chuông báo động khiến việc bắt mắt sáng trở nên khó khăn hơn họ nghĩ. Dư âm chơi đá làm chú khỉ tăng động lao ra bên ngoài đập phá. Mắt sáng quá nhanh khiến nhân viên an ninh không sao đuổi kịp, cứ thế một mạch đâm thẳng vào văn phòng, nơi Win đang thuyết trình với các nhà đầu tư. Sự hung hăng đáng sợ khiến các đội an ninh nổ súng giết hại. Vậy là nguyên mẫu đầu tiên dùng thuốc ALZ-112 đã không còn. Dự án 5 năm nuôi Sugar Baby của Win vì thế cũng tan tành. Giám đốc Jacob quyết định tắt đèn dự án của Win và tiêu hủy toàn bộ số khỉ ở đây. Nhưng khi trở vào trong, Win mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hóa ra, con khỉ vừa nảy nổi điên vì con của nó, không phải vì tác dụng phụ của thuốc ALZ-112. Robert ân hận về điều này nên không nỡ xuống tay với chú khỉ này, nên đã giao nó lại cho Win xử lý. Nam chính không nỡ bỏ rơi chú khỉ đáng thương nên anh quyết định đưa về nhà nuôi nấng, mà không biết rằng anh đang nuôi một kẻ thống trị trái đất trong tương lai. Cha của Win vốn dĩ bị căn bệnh Alzheimer hoành hành, nên thật sự anh cũng mong thí nghiệm của mình thành công để chữa bệnh cho cha. Nhờ được thừa hưởng nguồn gen ALZ-112 từ khỉ mẹ, mới 2 ngày cậu bé đã có thể tự ăn được. Bố của chàng đặt tên cho chú khỉ là Caesar. Caesar càng lớn càng thể hiện sự thông minh hơn người. Lúc 2 tuổi có thể giải các trò chơi cho trẻ 8 tuổi. Đến 3 tuổi, có thể giao tiếp thành thục bằng ngôn ngữ cơ thể, mà thậm chí còn chơi cờ vua ở dạng đỉnh của chóp. Có điều, bệnh mất trí nhớ của cha Win ngày càng nặng hơn, khiến chàng đánh liều đến phòng thí nghiệm cườm lấy học chất ALZ-112 cho vào trong túi, rồi bơm thứ thuốc này vào cho người cha đã mất trí hết nhận thức. Chú khỉ tinh danh còn hiểu chuyện, nấp ngoài cửa không lên tiếng. Sáng hôm sau, quả nhiên thứ thuốc kia đã cứu được cha của Win. Ông hoàn toàn nhớ lại những chuyện cũ trước đây như người chưa có bệnh. Nhưng lúc này Caesar trên lầu thấy bọn trẻ chạy xe vô cùng sướng thích. Cậu ta liền lẻn ra ngoài, định cườm luôn chiếc xe. Ông hàng xóm nhìn thấy cậu, liền nổi điên rượt đánh chú ta tới tấp. Cũng may Win xuất hiện kịp thời ngăn cản lão hàng xóm hung ác. Win vô cùng đau lòng khi thấy Caesar bị thương ở chân. Không còn cách nào, anh đành mang nó đến sở thú chữa trị. Chú khỉ thấy y tá ngọt nước liền ra hiệu cho Win mau gạ cô ấy đi. Người đẹp tò mò chú khỉ nói gì với chàng vậy. Caroline không nói gì mà âm thầm xuất hiện ở nhà chàng. Mà vì không muốn nhốt chú khỉ mãi trong căn phòng bí bách, Win lần đầu dẫn chú khỉ vào khu rừng bên kia cầu cổng vàng. Gia đình chàng và người đẹp cùng nhau dẫn chú khỉ tiến đến khu rừng, ngay khi tháo sợi xích cổ cho chú khỉ trở về với mẹ thiên nhiên. Và chính điều này đã kích thích bản năng hoang dại tiềm ẩn trong cơ thể Caesar. Caesar một cây to nhất trèo lên trên cao, cậu bé như được trở về với chính bản thân mình, không ngừng vươn đến những cành cây cao và xa. Thời gian cứ vậy trôi qua, thêm được 5 năm nữa, Caesar bây giờ đã trở thành một chú khỉ trưởng thành to lớn. Mà Win thì ngày nào cũng cơm chó cùng cô nàng y tá xinh đẹp. Cậu phóng từ trên cao xuống khẳng định, em còn đây nha anh chị ơi, bớt chút dùng em được không này. Mọi việc chắc có lẽ cứ thế như vậy trôi qua. Nhưng một điều có lẽ thay đổi toàn bộ suy nghĩ chúng ta. Xuất hiện một con chó xích cổ đi ngang cà khịa, cậu gầm lại một tiếng, con chó sợ quéo hết dám hò hé. Nhưng chính điều này lại khiến cậu thấy bản thân mình thấp hèn giống như con chó kia, và chính sợi xích trên cổ làm Caesar khó chịu không muốn bước lên xe. Win bắt đầu cũng lo lắng, dẫn xe ra đến trước phòng thí nghiệm giải thích mọi chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời mình, nó càng khẳng định bản thân khác xa với gia đình loài người. Bởi vì năm nay chỉ số thông minh của Caesar tăng gấp đôi năm ngoái. Không ngờ rằng loại thuốc này lại thích hợp với loài khỉ đến như vậy. Cứ cái đà này, vài năm nữa Caesar sẽ thông minh hơn cả nhà bác học, mà cha anh càng dùng nhiều thì lại càng phản tác dụng. Cơ thể con người tự sinh ra kháng thể chống lại thuốc 112 khiến cha anh ngớ ngẩn ngồi nhầm xe hàng xóm, rồi cái ủi đích xe trước đâm đầu xe sau. Lão hàng xóm tức giận, định cho ông già một trận nhớ đời. Nhưng với căn bệnh Alzheimer chắc gì ông đã nhớ được. Caesar trên lầu nhìn thấy ngón tay của hắn cứ liên tục chỉ vào bố già, cậu ta không chịu nổi, bay ra tẩn cho hắn một trận nhớ đời. Lợi dụng sơ hở, hắn đập tay cậu ra một bên rồi nhanh chân bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể thoát được Caesar, cậu từ trên cao bay xuống tẩn cho hắn sắp mặt. Thậm chí còn cắn cụt luôn một ngón tay của hắn. Những người hàng xóm thấy cảnh này đều ngán ngẩm chú ta. Sau việc này,
tòa án bắt buộc Seja phải bị nhốt vào sở thú, chú khỉ không muốn xa rời gia đình của mình. Win nắm tay dẫn cậu đi vào bên trong vườn thú. Lần đầu tiên chú khỉ phải rời xa gia đình đến một nơi xa lạ. Seja muốn Win hãy mang mình trở về nhà, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, đành đau lòng rời đi. Seja cảm thấy như Win đã bỏ rơi mình và chính điều này kích thích sự tự do trong nó. Sau đó, gã cai thú hung ác dụ Seja vào trong lòng rồi khóa cửa lại. Đám khỉ xung quanh thấy có tù nhân mới liền nhoi nhoi gào thét ăn mừng. Hắn ta cho bầy khỉ ăn thức ăn giống như cho lợn. Seja bún vào mặt hắn cười hà hê, không dừng lại ở đây, tên cai thú còn không ngừng tra tấn Seja. Chính điều này đã là mồi lửa châm ngòi tự do bên trong Seja. Cậu dùng hòn đá vẽ lên tường vòng tròn như khung cửa sổ nhà mình. Hôm nay sở thú cho tất cả loài khỉ ra chơi hết ở sân chung. Chú khỉ Rocket là tinh tinh đầu đàn ở đây, sau khi ngửi ngửi chiếc áo của Seja, nó liền dùng tay xé toạc chiếc áo. Tức khắc còn cười vào mặt, trêu ngươi Seja. Thì ra nó muốn cho Seja biết ai là người trên kẻ dưới. Tại đây Rocket tẩn cho Seja một trận thừa sống thiếu chết, nhưng chưa kịp làm điều đó đã bị cây cú bắn thuốc mê ngất xỉu. Mà vì để cứu cha mình khỏi trạng thái mất nhận thức, nam chính cần một loại virus mạnh hơn 112 nhiều lần. Không còn cách nào khác, chàng quyết định quay về phòng nghiên cứu, sau đó tìm anh sếp Jacob để kể lại mọi chuyện. Hắn ta nghe vậy, liền giơ hai tay hai chân đồng ý. Kết quả viện nghiên cứu và cho ra đời loại thuốc mới cải tiến số lượng Z-113. Nam chính thử thuốc an 113 lên một loạt khỉ mới, mà chú khỉ Koba mặt thẹo là chú khỉ bình tĩnh như không có chuyện gì. Hóa ra, việc thử thuốc này đối với nó như cơm bữa. Bất ngờ, Koba vùng lên khiến anh béo hích phải virus an 113. Chỉ vài tiếng sau, thuốc đã có tác dụng, Koba mặt thẹo có thể viết được tên họ của giám đốc. Kết quả kiểm tra trí thông minh đã lên tới trình tiến sĩ, nhưng anh béo hít phải virus thì lại ho ra máu. Nghĩa là virus này tốt cho khỉ mà làm hại con người. Tối hôm đó, Seja nhận ra có một chú tinh tinh ở đây viết ngôn ngữ cơ thể. Nó nhắc nhở cho Seja biết loài người không thích khỉ khôn đâu. Tên cai thú cũng bắt một chú khỉ bán cho phòng thí nghiệm. Sáng hôm sau Win đến thăm Seja ở vườn thú, nhận thấy chú khỉ của mình bị ngược đãi Win vô cùng tức giận. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn. Seja thấy hình bóng của Win càng mờ dần, chú đã tuyệt vọng và quyết không tin tưởng loài người. Seja âm thầm lên kế hoạch vượt ngục động trời, cậu nhìn ngó xung quanh một lượt đã nghĩ ra cách để trốn chạy. Nhân cơ hội tên cai thú dẫn đám bạn đến tham quan, hắn còn lấy roi điện làm cho bọn khỉ giật mình. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Seja rất thông minh giả vờ gọi để túm cổ một vị khách. Thì ra chú khỉ này đã trộm được con dao từ gã khách kia, rồi nhờ vào con dao đó khéo léo mở được chốt cửa lồng. Trước tiên giải phóng cửa cho chú tinh tinh Bắc khổng lồ, bởi người lãnh đạo là phải biết dùng những kẻ mạnh. Vì đã bị nhốt lâu ở trong lòng nên Bắc rất sợ bước ra ngoài. Nhưng khi viết mình tự do, chú vô cùng sung sướng, chạy nhảy, còn gật đầu cảm ơn Seja. Tiếp đó Seja ra mở cửa chiếc lòng của Rocket, còn tán cho nó một cái biết trên biết dưới. Nhanh chóng khỉ đầu đàn đã bị Seja hạ gục, bắt nó phải phục tùng Seja như khỉ đầu đàn mới. Mà bên này, nam chính tuổi trẻ chưa trải sự đời nên đã dùng thuốc an 113 lên người cha mình. Kết quả là sáng hôm sau, ông già đã về với tổ tiên. Nhận ra thuốc không tốt, Win vội vàng đến phòng thí nghiệm dừng lại dự án. Nhưng tất cả đã quá muộn khi giám đốc Jacob đã cho bơm thuốc lên cả đàn khỉ. Win sợ hãi, khuyên ngăn ông ta phải dừng lại để nghiên cứu tiếp. Nhưng đồng tiền đã làm mờ mắt của hắn ta, Win bất lực đành nộp đơn xin nghỉ việc. Cùng lúc này, chàng trai bị nhiễm phải virus an 113 đến nhà tìm Win. Ông hàng xóm thấy cậu liền gọi lại hỏi kết quả, bị Robert hắc xì lên người rồi bỏ đi. Còn Win cũng mang cục tiền nghỉ việc đưa cho lão giám đốc sở thú. Ông ta liền cho phép điều bí mật mang Seja về nhà. Nhưng nhìn sợi xích chó ở trên tay của Win, Seja đóng cửa không đồng ý theo anh nữa. Lão chủ sở thú và con trai vô cùng thích thú mà không biết rằng lão ta đang giữ một quả bom. Cứ tối đến Seja lại trộm mở cửa đi ra ngoài, cậu nhìn Rocket và cầm bọc bánh lên không nói gì. Dodge lãnh nhiệm vụ chia bánh cho tất cả đàn khỉ như một lời nhắc nhở quy phục Seja. Lũ khỉ hoan hô cảm ơn đại ca Seja đã chiêu đãi thịnh soạn. Khi quân sư hỏi Seja vì sao lại chia bánh cho đàn khỉ, Seja còn làm phép ẩn dụ một cây đũa dễ bẻ ba cây đũa hợp lại sẽ khó bẻ hơn nhiều. Quân sư giải thích cho Seja biết khỉ ngu lắm. Đúng này, anh bảo vệ sở thú mở cửa vô tình để Seja nhìn thấy mật mã. Lập tức Seja nhập mật mã mở cửa theo đó ra ngoài. Những thứ nó muốn bây giờ không phải là tự do cho riêng mình nữa. Gã cai thú phát hiện tiếng động ra kiểm tra nhưng không thấy ai. Ngay lập tức nó về nhà Win trộm hết thuốc an 113. Nhận ra đây là hàng ngon chơi phê nên nó nhanh chóng đem về sở thú thả ra cho tất cả mọi người cùng ngửi. Sáng hôm sau, lũ khỉ đập đá nguyên đêm thức dậy như đã biến yêu tinh, con nào con nấy im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Seja on đích thân xem mặt mấy thằng đàn em nó sáng hơn tiền. Lão giám đốc sở thú vô tình nhìn thấy đàn khỉ đang tập họp làm gì đó. Seja thấy vậy liền giải tán đàn em, thế là lão chỉ nghĩ là do mình nhìn nhầm mà thôi. Trong khi này ở công ty Genship đã cho sản xuất hàng loạt an 113 mà không biết rằng hợp chất này đặt dấu chấm hết của loài người. Bên này anh béo sau khi nghỉ phép đã bị virus phản tác dụng, chảy máu tai mà chết. Tối hôm đó,
Gã quản lý bắt đầu kiểm tra chuồng khỉ, nhìn thấy Seja không chịu về chuồng, hắn liền nổi điên đi ra tìm cậu. Gã cai thú này suốt ngày chỉ biết hành hạ, đánh đập loài khỉ nên ra tay rất độc ác, chích điện tới tấp lên người Seja. Anh bảo vệ trên cao thủ sẵn súng gây mê về phía nó, bên dưới gã cai thú không ngừng chửi bới, đầu bẩn thỉu. Kết quả là Seja tóm lấy tay của hắn và nói không. Câu nói này khiến anh bảo vệ ngứa hết người, Seja đánh một phát khiến cho tên quản lý độc ác ngất xỉu. Kể từ đây, loài khỉ đã có thể nói chuyện giống như con người. Cứ thế kéo tên cai thú bị nhốt vào chuồng khỉ, cậu giải thoát lần lượt cho từng đàn em. Anh bảo vệ vừa chạy vào liền bị lũ khỉ cho ăn hành ngập mặt, may mắn Seja tốt bụng tha cho anh ta một mạng. Những tên cai thú độc ác thì không bỏ ý định hại Seja. Hắn cầm roi điện lên thì bị Seja xịt nước đi đầu thai. Được lệnh của bang chủ Seja, tất cả đàn em Hoa Quả Sơn cứ thế trèo lên cây leo thẳng lên trên. Sau đó men theo cửa mở mà bước ra thế giới bên ngoài. Đây là lần đầu tiên bọn chúng được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài, lũ lượt theo lệnh Seja chia làm hai hướng tràn vào thành phố. Sáng hôm sau Win tới sở thú thì đã trễ 2-3 bước. Anh cũng nhận ra vỏ bình an 113 giải phóng ở đây. Cũng may là còn anh bảo vệ đang ngủ say, bảo vệ bảo rằng con khỉ của anh biết nói. Cảnh sát xem lại video cũng không dám thở mạnh, lập tức báo động cho toàn thành phố vì thảm họa đang tới. Nhưng khi này, một nhóm khỉ do Seja dẫn đầu đã tấn công phòng thí nghiệm Seja giải phóng hết đám khỉ bị nhốt làm thí nghiệm ở đây. Giám đốc Jacob nhận được cuộc gọi báo rằng anh béo hít phải khí độc đã chết, nhưng đây chưa phải là điều bất ngờ dành cho gã. Jacob đã nhìn thấy cảnh hoang tàn của công ty, bầy khỉ trên cao bay xuống đón tiếp Jacob một cách nồng nhiệt. Gã vội vàng chạy ra mét chú cảnh sát, anh ơi, trong đó nhiều khỉ quá em sợ, hay là mình bay lên cao chút được không anh yêu? Một nhóm khác do Tinh Tinh bắt cầm đầu tấn công các sở thú. Thì ra chúng muốn giải thoát hết đàn khỉ bị nhốt trong thành phố. Đàn khỉ hàng vạn con tràn xuống đường phố. Một cảnh sát bắn súng gây mê kéo một chú khỉ lên xe. Ngay sau đó, nói binh đoàn Hoa Quả Sơn do Seja cầm đầu, cầm thanh thép ném thẳng xuống hết sức là giả măng, thành công giải thoát chú khỉ tội nghiệp. Như vậy binh đoàn Hoa Quả Sơn tăng lên càng lúc càng nhanh chóng. Càng quét qua các tòa nhà còn hơn là người nhện Spider-Man. Hai chiếc xe cảnh sát lao thẳng đến bọn chúng. Tinh Tinh Bắc và khỉ quân sư đã dùng nắp cống chặn đánh thành công. Đàn khỉ khí thế bừng bừng đi theo ban chủ Seja tiến lên phía trước. Seja biết chỉ cần vượt qua cây cầu vàng là về với Hoa Quả Sơn. Thế là dẫn đàn khỉ băng qua khi dưng đến Thủy Liêm Động. Khỉ Bắc vô tình đạp trúng chiếc xe méo mó. Tuy nhiên con người thông minh không kém gì khi, rất nhanh cảnh sát đã chặn chốt chặn ở đầu cầu, bày sẵn thiên la địa võng để đưa lũ khỉ lên thiên đàn. Seja nhìn về phía trước là sương mù chắc chắn có bẫy. Còn phía sau viện quân con người đang chuẩn bị tấn công. Nó phân công nhóm khỉ tấn công thành hai hướng, một hướng đu lên dây điện, một hướng đi dưới gầm cầu. Lúc này cảnh sát ở phía sau cũng ập tới truy sát. Nhưng họ không ngờ rằng IQ lũ khỉ đã lên tầm bác học. Nên họ chỉ đành lấy gậy đánh lũ khỉ mà thôi. Kết quả là bị khỉ đánh cho lên bờ xuống ruộng. Seja nhắc nhở đàn em không nên sát hại con người. Nên bác đành hà hơi hôi miệng chưa đánh răng vào mặt cảnh sát. Phía trên cảnh sát đã bắn chết một chú khỉ đu trên dây cáp. Khỉ quân sư thấy vậy vô cùng tức giận lao lên. Cảnh sát thủ sẵn hàng nóng đợi lũ khỉ đến tấn công. Seja chỉ đạo lũ khỉ đến nấp sau xe làm khiên chắn đẩy lên, đợi cho cảnh sát xả hết đạn. Đằng xa có một con ngựa chạy đến, thì ra đó là ban chủ Seja, chú phát động biệt đội Hoa Quả Sơn tổng tiến công. Binh đoàn Hoa Quả Sơn từ trên cao thả người xuống tấn công, phía dưới trèo lên đánh úp đám cảnh sát, dễ dàng hành cho cảnh sát lên bờ xuống ao mà không chết chú khỉ nào. Thoáng chốc, với sự chỉ huy của Seja, binh đoàn Hoa Quả Sơn đã càn quét sạch hết đám người cản đường, còn quân đội và cảnh sát thì hoảng hốt bỏ của chạy lấy người. Đúng lúc này, chiếc trực thăng cảnh sát điên cuồng xả đạn, Jacob ra lệnh phải giết được chú khỉ Seja cầm đầu. Seja thông minh vào xe tránh đạn vô tình nhìn thấy móc xích sắt. Sau đó, quăng thẳng vào trực thăng định kéo nó xuống. Tinh Tinh Bắc định kéo Seja tránh đạn, sau đó nhân cơ hội nhảy thẳng lên trực thăng. Chú lấy thân hình bự con che chắn làn đạn cho những đồng đội phía sau. Kinh Công hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Hoa Quả Sơn. Nhìn tên giám đốc sắp rơi xuống cùng chiếc trực thăng, cũng may là nó còn vớt vát chưa rơi xuống sông. Seja kéo chú khỉ ra ôm Bắc vào lòng. Tại đây Bắc cũng chút hơi thở cuối cùng bên đồng loại. Thì ra lão Jacob vẫn còn sống sót. Seja ra lệnh cô ba có thể giết hắn, cô ba cho lão một đầu đạn tiễn giám đốc về với tổ tiên. Đàn khỉ không còn gì ngăn cản tự do về với khu rừng nguyên sinh. Win cũng tìm cái xe về với khu rừng, sau đó một mình chạy đi tìm Seja. Cô ba chú khỉ độc ác muốn Win nhưng bị Seja ngăn cản. Bởi Seja là chú khỉ lương thiện và rất biết ơn. Win năn nỉ Seja hãy về nhà cùng với mình. Seja nhìn về phía đám khỉ, sau đó liền câu cổ Win và thì thầm Seja đang ở nhà. Win vừa mừng vừa sợ hãi vì Seja nói tiếng Anh thành thạo hơn cả tiếng Việt. 12 năm đi học của anh em chắc gì đã bằng được chú khỉ Seja. Loài khỉ đưa tay bày tỏ lòng tôn trọng đối với Seja. Cứ như vậy Seja trở thành vị vua mới của loài khỉ. Câu leo lên đỉnh của một ngọn cây cao và nhìn thẳng về thành phố. Cuối phim ông hàng xóm và một phi công đang trên đường đến sân bay. Một giọt máu rơi xuống chứng tỏ ông đã nhiễm bệnh từ anh béo. Các chuyến bay báo hiệu như sắp đến ngày tàn của nhân loại.
virus ALZ-113 âm thầm lây nhiễm từ người sang người một cách mạnh mẽ. Và đó chính là kết thúc của phần 1. Sau phần phim thứ nhất, dịch cúm khỉ do học chất ALZ-113 đã lan rộng ra khắp thế giới. Bệnh tật, chiến tranh, bạo loạn, loài người trên toàn trái đất đứng bên bờ diệt vong, chỉ còn số ít có hệ miễn dịch tự nhiên với đại dịch này. Và khủng khiếp hơn là cuộc đụng độ với loài khỉ, không phải một bầy mà cả một vương quốc khỉ, những con vật to lớn và cực kỳ thông minh. Xe ra dạy con trai chúng ta phải từ từ cháo mới nhừ, ăn mới ngon này. Vua khỉ giơ tay luôn khiến đàn cừu phía dưới chạy sấp mặt lờ. Cô ba chặn đầu khiến bọn chúng rơi vào bẫy do bầy khỉ dựng sẵn từ trước. Nhưng đàn thú đối diện với cái chết vô cùng hung hãn, không ngừng đâm ngã binh đoàn Hoa Quả Sơn. Vua khỉ Caesar đích thân ném dây khiến một con bị ngã bò lê bò lết. Lúc này Caesar nhận thấy mối nguy hiểm phía trước nên cảnh báo con trai phải cẩn thận. Vừa nói chưa được bao lâu, mắt xanh đã bị lão gấu vồ cho một phát. Caesar nhanh chóng bay ra cứu con trai nhưng đánh sao cũng không hạ nổi gấu bự. Bất ngờ cô ba từ trên cao phóng xuống ghim cho gấu đen một cây giáo to đùng. Caesar ra dấu cảm ơn cô ba giúp đỡ. Caesar còn nhắc nhở con trai nên suy nghĩ trước khi làm. Sau cuộc đi săn, đàn khỉ lại cưỡi ngựa hành quân trở về. Chúng đóng quân tại một đại bản doanh ở phía thượng nguồn con đập. Nền văn minh của loài khỉ đã tiến triển khá nhiều. Maurice giờ đã là giáo viên bộ môn tiếng Anh, sở hữu gen di truyền A113 nên bọn khỉ con cực kỳ thông minh. Trong vòng một năm là có thể đọc viết như người bình thường, tức là nhanh hơn loài người chúng ta một bậc. Hôm nay, vợ của Caesar lại sinh thêm một cậu khỉ con. Caesar gọi mắt xanh đến gặp em trai và cả gia đình sum họp bên nhau. Sau đó, chúa khỉ Caesar đàm đạo với quân sự Maurice, chia sẻ cảm xúc khi thấy giống loài khỉ đã đi xa đến nhường này. Nhưng cũng thừa nhận là đôi khi anh vẫn nghĩ về con người, dù họ có thể đã gần như tuyệt chủng rồi. Trong khi đó, ở phía xa cánh rừng, khi mắt xanh cùng Ash, con trai của siêu khỉ Rocket, đang đi xung quanh thám thính thì bất ngờ cả hai chạm mặt với một con người. Trong nỗ lực tự vệ, anh chàng kia đã nổ súng bắn hạ Ash. Nhóm người còn lại tới hỗ trợ, thì lúc đàn khỉ nghe thấy tiếng súng liền đến bao vây. Tình hình lúc này hết sức là tình hình. Rocket nóng lòng khi thấy con trai trúng đạn. Caesar đứng lên tảng đá lớn chỉ huy 500 anh em Hoa Quả Sơn bình tĩnh. Malcolm lý giải với Caesar là bọn họ không có ác ý, sau đó bảo mọi người trong nhóm hạ vũ khí xuống và vua khỉ lương thiện chỉ quát nhóm người này mau cút đi. Nhóm người hoảng sợ bỏ của chạy lấy người. Caesar sai đàn em cô ba cùng hai con khỉ lần theo dấu vết. Nhóm người Malcolm không hề hay biết là bọn họ đã phạm một sai lầm mà sau này nó sẽ gây nên cuộc chiến nảy lửa. Bọn họ đón giây phút lãnh đạo của nhóm người tị nạn đi đến căn cứ ẩn cư sâu trong thành phố. Anh bạn đầu chọc vẫn còn sợ hãi vì đám khỉ biết nói chuyện và còn có cả trang bị gió mát ngập răng. Anh sợ rằng chúng sẽ theo dõi và giết sạch hết loài người. Cuối cùng, chiếc xe của họ cũng đã đến căn cứ tại một tòa tháp lớn. Cả nhóm mừng rỡ vì đã đến nơi an toàn. Nhưng không biết rằng cô ba và tay sai cũng đã phát hiện ra nơi này. Khỉ cô ba độc ác nói, hay tấn công loài người trước khi họ tiêu diệt loài khỉ. Hơn nữa, chúng đã bắn con trai của anh đó, Rocket. Những Caesar cảnh báo, nếu chúng ta gây chiến, có thể sẽ mất hết những gì đã gây dựng. Nên bầy khỉ phải nghĩ đến một tương lai của loài. Nhưng cô ba đã từng bị con người bạo hành nên anh vẫn muốn biểu dương sức mạnh. Caesar vì thế vẫn đồng ý hành quân đến trụ sở loài người. Sáng hôm sau, bầy khi lũ lượt kéo đến thành phố, Caesar cưỡi trên người một chiến mã uy nghi phong phạm như một đế vương. Con người lúc này vô cùng hoảng sợ trước hành động này, nhưng khỉ tới chỉ để thương lượng chứ không đến gây chiến. Malcolm can đảm bước lên đàm phán cùng vua khỉ Caesar. Vua khỉ tuyên bố rằng loài khỉ không muốn chiến tranh, nhưng nếu bắt buộc họ sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu như loài người không biết điều. Và đừng bao giờ có ý định xâm phạm lãnh thổ loài khỉ. Sau đó trả túi sách lại cho Malcolm rồi cả đàn khỉ quay xe về Hoa Quả Sơn. Cô ba lườm Malcolm như muốn xé xác chết đám người ở đây, sau đó lẳng lặng đi theo đại vương rời đi, bỏ lại sự ngớ ngẩn, ngơ ngác và bật ngửa của con người. Đám đông con người bây giờ gần như hồn phi phách lạc với đám khỉ hồi nãy. Loài thượng đẳng giờ đây phải cúi đầu trước con vật. Dreyfus nói tình hình cấp thiết bây giờ là phải chiếm con đập thượng nguồn để khởi động lại nguồn điện cho thành phố này. Xăng dầu đang lên giá nên năng lượng còn lại chỉ đủ dùng trong 2 tuần. Giây phút quyết định sẽ khiêu chiến khô máu với binh đoàn Hoa Quả Sơn. Nhưng Malcolm xin cho anh 3 ngày để anh đi thương lượng với chúa khỉ. Nếu thành công thì sẽ tránh đổ máu vô nghĩa. Dreyfus nói nếu 3 ngày sau không thấy phản hồi, ông sẽ chỉ huy con người tổng tấn công. Ngay lập tức, Malcolm chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên đường. Mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng cũng phải thử vì nếu không làm thì chiến tranh là chuyện khó tránh khỏi. Vợ và con của anh cũng nhất quyết sinh theo bằng được. Malcolm lái xe đến khu rừng mưa tầm tã. Anh bỏ lại nhóm người một mình đi bộ vào rừng, không lâu sau, cũng đã đến lãnh thổ Hoa Quả Sơn rất nhanh chóng. Malcolm đã bị một chú tinh tinh lớn phát hiện, sau đó chúng la hét rồi áp giải anh vào gặp Caesar. Bá quan văn võ rất nhanh đã có mặt đầy đủ, Malcolm bị bắt quỳ xin xuống đối mặt với vua khỉ. Anh cầu xin Caesar cho mình được nói, nhưng cô ba hét lên, loài người là một lũ dối trá, rồi giơ mũi giáo lên muốn kết liễu Malcolm tại chỗ. Caesar im lặng đưa tay dừng lại, mạnh cốm nói mình muốn cho vua khỉ thấy một thứ ở thượng nguồn con đập. Malcolm dẫn chú khỉ đến đập thủy điện gần đó và nói, thủy điện này là cơ hội duy nhất có thể cứu đói loài người.
Anh cầu xin Caesar cho phép con người đến đây để khởi động lại nguồn điện. Vua khỉ đồng ý với điều kiện loài người phải đưa hết súng cho chúng phá hủy. Đêm đó tội nghiệp, chú khỉ As đập đá mỏi cả tay, cô ba không phục cho rằng có điện sẽ làm con người trở nên nguy hiểm hơn và hắn chỉ muốn giết hết loài người khi họ còn trong trứng nước. Caesar giải thích không nên dồn con người vào bước đường cùng. Hắn hét lên vì chính con người đã từng mổ xẻ mình. Nhưng sau đó, Caesar trầm mặt nhìn làm hắn sợ hãi. Tuy vậy, tên này đã bắt đầu nảy sinh ý định làm phản. Caesar nói cho con trai biết cô ba bị nhiễm lòng thù hận của con người. Thực chất, con người cũng có những nỗi lo giống như cô ba. Đêm đó, Porter, một thành viên trong nhóm nói rằng loài khỉ không giống người vì chúng có thể thích nghi với môi trường tốt hơn. Carver, kẻ đã bắn As ở đầu phim, còn nhắc lại căn bệnh đã cướp đi những người thân thích với Mạnh Cốm và Ellie. Sáng hôm sau, Marit đến trước liều của con trai Mạnh Cốm. Vua khỉ Caesar hỏi quân sư về sự vắng mặt của cô ba. Trong khi này, cô ba ngấm ngầm đến theo dõi con người, nó nhận ra con người đang tất bật chuẩn bị vũ khí. Cô ba dẫn theo đàn em thân tính đột nhập vào trong kho đạn. Cô ba nghĩ rằng, á đù, con người đầu tư nhiều đạn dược vậy làm gì ta, không lẽ muốn nướng trụi ổ khí của mình nhỉ? Đang chơi vui thì bị con người bắt quả tang tại trận, cô ba tương kế tự kế, bèn giả vờ ngờ nghệch múa Vina House trước con người. Hai anh lính thấy con khỉ này chắc là dân chơi bay lắc chuyên nghiệp nên không nỡ giết chết một nhân tài như vậy. Cô ba hú hồn chim én xém xíu là lên bàn thờ ngắm gà sexy rồi. Bên này, nhóm Macom đã đi vào đập thủy điện. Nhưng bọn họ lại gặp khó khăn khi kích nổ máy phát điện. Do thủy điện quá cũ nên đã đổ sập khiến một người trong nhóm bị kẹt lại. Caesar bỏ qua mọi hận thù cũ, cứu anh ta một mạng. Con trai út của Caesar nhảy xuống chơi với đám người Macom. Cậu bé quá dễ thương nên rất được chào đón, tưởng chừng qua việc này mối liên kết giữa con người và loài khỉ sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hắn không biết là có một khẩu súng được giấu trong vali, vô tình bị con trai út của Caesar phát hiện. Hắn ta hoảng sợ nên đã rút khẩu súng uy hiếp mắt xanh. Caesar rất nhanh tay vật ngã tên này, sau đó nhặt khẩu súng dưới đất lên. Giờ nó mới biết đời đổi thay chứ con người không bao giờ thay đổi. Caesar ném khẩu súng xuống hồ nước, sau đó thất vọng đuổi nhóm Macom đi. Rất may, lúc này vợ của chúa khỉ Caesar bị cảm nặng, trùng hợp thay thì vợ của Macom lại là y sĩ có đem theo thuốc kháng sinh. Nên Caesar cho phép đội của Macom ở lại một ngày để khởi động thủy điện và hứa dẫn theo đàn khỉ để giúp mọi người. Tuy nhiên, Macom phải tống cổ tên khốn đầu chọc kia đi ngay. Cùng lúc này, cô ba trở về thấy bầy khỉ giúp đỡ con người, nó liền đến đập thủy điện quậy tưng bừng, xém xíu còn làm đụt luôn con trai của Macom. Nhưng nó vẫn không thấy bóng dáng của vua khỉ Caesar đâu. Tức giận, nó hét ầm lên, kêu gào Caesar đến nói chuyện ngay. Cô ba cho rằng Caesar giúp loài người sẽ đẩy Tinh Tinh đến nguy hiểm. Đỉnh điểm là hắn bắt lỗi Caesar đã yêu loài người hơn loài khỉ rồi, có khi còn hơn cả con cái người. Vua khỉ điên tiết lên, liên tiếp cho cô ba lên bờ xuống ruộng. Sau khi ăn đòn thừa sống thiếu chết từ vua khỉ, cô ba cũng hết láo. Nhưng anh cũng nói loài khỉ không bao giờ giết hại lẫn nhau và tha lỗi cho cô ba vì đã phạm tội khi quân. Nhưng những điều này đã làm cho cô ba quyết tâm tạo phản, mắt xanh vì điều này nên cũng cạch mặt bố mình. Đám khỉ cũng không dám nhắc đến chuyện số súng ống của con người. Cô ba đến bên cạnh mắt xanh giả mèo khóc chuột, ông nói sợ rằng con người sẽ làm hại tính mạng của Caesar. Sáng hôm sau, con trai Macom đã tặng cho Maurice một quyển sách làm thử nghiệm và ngỏ lời cảm ơn Maurice đã giúp đỡ họ. Hai vợ chồng Macom nghĩ rằng con trai mình biết yêu loài khỉ nên đã rất vui. Bên này, hai anh lính vẫn tập súng ở kho đạn. Cô ba vẫn mò đến kiếm ăn như hôm trước, với bộ dạng ngờ nghệch không làm người khác chú ý. Nó dễ dàng lấy lòng hai anh lính kia, còn bạo hơn là chụp chai rượu uống như đúng rồi. Thấy kế hoạch đã chót lọt, nó liền chôm khẩu súng của anh lính, sau đó nhẹ nhàng bắn chết một anh lính cầm súng. Nó nhìn người còn lại với ánh mắt nham hiểm, rồi lỡ tay bóp cò bắn chết anh ta. Bây giờ giả tâm của cô ba không thể cản nổi rồi. Hắn trở lại khu rừng giết nốt tên đầu chọc trên xe. Cùng lúc này, thủy điện cũng đã hoạt động thành công, Caesar vui mừng bắt tay với Macom. Caesar dẫn nhóm người đến thủy liêm động nhìn về thành phố, ánh sáng một lần nữa trở lại với thành phố con người. Nhưng họ chưa kịp vui thì thảm họa một lần nữa sắp ập tới, cô ba âm thầm cho đốt nhà của vua khỉ, rồi âm thầm đem súng đến ám sát vua khỉ Caesar từ phía sau. Caesar bị bắn, đàn khỉ rơi vào hoảng loạn nhao nhao. Mắt xanh nhặt được khẩu súng đem đến cho cô ba, hắn đứng lên tuyên bố con người đã tấn công Xedia và đốt nhà của vua khỉ. Maurice thấy vậy âm thầm dẫn nhóm Macom trốn đi. Cô ba kích động loài khỉ cần phải tấn công loài người, trả thù cho vua khỉ. Kế hoạch của cô ba gần như đã hoàn thành, chiếm đoạt ngôi vị thủ lĩnh. Hắn chỉ huy đàn em dẫn đội quân Hoa Quả Sơn đánh vào đại quân của con người. Hắn ôm lấy mắt xanh nói mình sẽ trả thù cho cha cậu. Nhóm Macom may mắn nấp sau một bọng cây nên thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mà bên này còn người còn ăn mừng liên hoan vì có điện. Dreyfus nhìn vào iPad và nhớ rằng gia đình mình đã từng rất hạnh phúc và bi kịch loài khỉ đã cướp hết bọn họ. Bên ngoài, đại quân Hoa Quả Sơn do cô ba cầm đầu đã tiến đến đánh chòi canh cổng. Chúng lại rất thông minh đã chiếm kho vũ khí trước tiên, trang bị cho anh em mỗi người một khẩu. Hắn còn đích thân lựa chó mắt xanh một khẩu trả thù cho cha. Bên này, lính canh chạy về báo cáo cho Dreyfus kho đạn đã thất thủ. Ông liền bấm còi báo động nguy hiểm, sau đó kéo hết trai làng sang kho vũ khí hải để lập phòng tuyến.
Ông cầm loa lên trấn an lòng quân, quyết một trận tử chiến để bảo vệ những hạt giống cuối cùng của loài người. Cùng lúc này, đám khỉ do cô ba cầm đầu đã kéo tới, vừa chạy vừa xả đạn vào phòng tuyến loài người. Bên này Dreyfus đã tử thủ, quyết không bại dưới bầy khỉ này. Hai bên cứ thế nảy ra một cuộc chiến nảy lửa. Cô ba căm thù con người đã từng mổ xẻ hắn trước đây, hắn không tiếc máu của bầy khỉ đổ xuống để làm bàn đạp tiến lên phía trước đồ sát loài người khốn khổ. Cứ thế, nó thúc ép loài khỉ tiến lên. Lũ khỉ không chút phòng bị đã nằm la liệt dưới đất. Mắt xanh cũng nhận ra ba mình nói đúng, chiến tranh sẽ làm cho loài khỉ tử thương thảm hại. Cô ba thấy tình hình ngày càng bất lợi cho loài khỉ liền đạp anh khỉ kế bên cướp ngựa. Sau đó nhặt lên khẩu súng, hai tay bắn liên tiếp tấn công vào phòng tuyến, không khác gì một tay sát thủ chuyên nghiệp. Dưới thái độ liều mạnh này con người cũng không khỏi nể phục mấy phần. Binh đoàn Hoa Quả Sơn lấy lại tinh thần, ùn ùn tiến lên chiến tiếp. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi bún, Dreyfus lao vào bắn xuống bồn xăng. Vụ nổ đã làm lá chắn, ngăn chặn lại bọn khỉ tấn công. Cô ba vẫn không bỏ cuộc, phái quân đoàn leo dây điện vào tấn công, nhờ đó mà phân tán hỏa lực của con người, dễ dàng phá được phòng tuyến tấn công vào bên trong. Cô ba anh dũng cưỡi ngựa phóng qua phòng tuyến. Tưởng chừng như đàn khỉ đã phá được phòng tuyến thì đùng một cái, cô ba quay lại thì có một xe tăng đang đánh úp phía sau. Bên trên xe tăng, anh lính không ngừng mưa đạn vào bầy khỉ. Nó điên cuồng nhào lên nảy xuống vào người máy. Thấy đây là hàng ngon nên nhảy lên chiếm luôn quyền điều khiển xe tăng, rồi dùng nó hút đẩy cánh cổng phòng tuyến. Binh đoàn Hoa Quả Sơn cứ như thế lao vào đổ sát người dân vô tội. Giáo sư Dreyfus đành rút hết binh lính, chờ đợi tấn công. Cứ như thế, phòng tuyến cuối cùng đã bị phá vỡ chưa đầy một tiếng. Sáng hôm sau, con người trở thành tù nhân của loài khỉ. Trong khi binh đoàn Hoa Quả Sơn đang càn quét từng sinh mạng, có một người dám đứng lên chống trả. Tuy nhiên, người này số nhọ gặp đúng ngay cô ba. Hắn giật cây gậy sắt và ném cho Ash và nói, cậu hãy xử lý người này. Tuy nhiên con trai của Rocket phản kháng, nói đây chẳng phải là điều Caesar muốn. Cô ba thấy thế thì vác Ash lên vai và ném thẳng xuống lầu. Sau đó, hắn lên tiếng khẳng định vị thế khỉ đầu đàn của mình. Trong khi đó, gia đình Malcolm cũng lò mò xuống núi, họ nhận ra Caesar đã bị bắn trọng thương vẫn còn sống. Vội vàng đưa khỉ chúa Caesar lên xe để mà cấp cứu. Caesar cũng nói chuyện này là do cô ba làm ra. Rất nhanh sau đó, cô ba đã bắt được toàn bộ người dân ra ngoài. Sau đó liền nhốt hết con người vào lòng như nhốt khỉ. Còn những con khỉ trung thành với Caesar cũng bị xiềng xích. Con trai của Caesar cũng bất lực không thể làm gì. Quân sư Maurice ra hiệu cậu hãy tự bảo vệ mình. Cùng lúc đó, xe của nam chính cũng chở Caesar về nhà cũ. Malcolm xem chú khỉ Caesar như một người bạn, nhẹ nhàng đặt lên ghế. Và tại đây anh cũng phát hiện một tấm ảnh của Caesar hồi bé. Ellie cần phải phẫu thuật cứu Caesar, nhưng khổ nỗi lại không có thiết bị y tế. Thấy vậy Malcolm liều mình vào thành phố bằng tàu điện ngầm. Anh vơ vét hết thiết bị y tế cho vào ba lô. Nhìn bên ngoài, lũ khỉ đang đi săn, bắt đám người làm tù binh. Tình hình thế này phải nói cực kỳ nguy hiểm. Chúng mà phát hiện ra anh thì xác định gặp ông bà ông vải. Anh cố gắng chạy thoát thân nhưng bầy khỉ khỉ có mặt khắp mọi nơi, anh nhanh chân nên tránh được bọn chúng. Tưởng chừng đã được an toàn thì Malcolm bị mắt xanh phát hiện. Rất may chú khỉ này còn chút tình thương của bố nên quay xe bỏ đi. Malcolm cũng nói ngay rằng bố của cậu còn sống, lập tức cậu bé cũng theo Malcolm về gặp cha mình. Khi thấy vết thương trên người cha mình, cậu bé quay sang nổi sùn với cả nhà Malcolm. Nhưng bố cậu giải thích rằng chính cô ba mới là người làm vậy. Mắt xanh nói mẹ và em trai vẫn an toàn, nhưng loài khỉ hầu như đã phục tùng cô ba. Đêm đó, khi sức khỏe đã khá hơn, Caesar đến căn phòng của cậu năm xưa xem lại video cùng với Win hồi nhỏ. Tại đây XEDA nở nụ cười khi thước phim kết thúc, vừa lúc Malcolm sau lưng anh xuất hiện. Malcolm tốt bụng hỏi người trong phim là ai. XEDA nói đó là người đàn ông tốt giống như Malcolm. Hôm sau, quân sư Maurice thấy ám hiệu của vua khỉ Caesar trên xe buýt. Những con khỉ trung thành liền hiểu được Caesar vẫn còn sống. Đêm hôm đó, các con khỉ trung thành của Caesar làm loạn, cả bọn chụp đám tay sai của cô ba vào chiếc xe. Maurice cho đàn em lật xe đè hết đám khỉ của cô ba. Mắt xanh thấy vậy bay đến giải thoát cho chúng khỉ, sau đó bắt yểm trợ cho lũ khỉ và con người an toàn rời khỏi đây. Rất nhanh đã dẫn đám khỉ này về gặp Caesar, nhưng mọi người phải đi ngay vì cô ba cũng đang hành quân tới. Malcolm cẩn thận dẫn đám khỉ hành quân đi đường hầm. Đang đi đường thì nghe tiếng súng chặn đường phía trước nên Malcolm quyết định chia cả nhóm ra làm hai. Loài khỉ theo Caesar trèo lên mặt đất, sau đó dẫn đàn em đi thẳng đến tòa tháp phía trước. Malcolm cũng biến được quân kháng chiến kia chính là giáo sư Dreyfus. Ông ta cho đàn em cài thuốc nổ C4 cực mạnh, quyết tiêu diệt hết đờm khỉ đột. Ông anh đâu cần Adu, nóng tính dữ vậy chứ. Malcolm cua lấy một cây súng, sau đó uy hiếp Dreyfus dừng lại. Trong khi này, Caesar còn yếu nên trèo lên tháp vô cùng khó khăn. Đám khỉ đã thấy hình dáng của vua khỉ Caesar, bắt đầu nhoi nhoi tập trung về phía ông. Cô ba bên trên cũng nhận ra có điều khác lạ, lúc này Caesar đã leo đến nơi. Nhà vua chậm rãi bước lên phía trước đối mặt với kẻ phản bội cô ba. Cô ba nhắc lại luật lệ của bầy khỉ, đó là đứa nào mạnh nhất sẽ là khỉ đầu đàn. Không thể đợi lâu hơn được nữa, cô ba ném súng lao vào chiến cùng vua khỉ Caesar.
Tuy nhà vua bị thương nặng nhưng vẫn giữ được phong độ bậc quân vương. Anh ôm kẻ phản bội ném xuống, làm sập cả giàn giáo bên dưới khiến cô ba bị thương một đường dài dưới bụng. Cô ba chơi bẩn bắt đầu lấy thanh sắt ra làm vũ khí và cứ thế bắt đầu tấn công vùi dập Sera. Vua khỉ cũng không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra, anh cầm tấm sắt lên làm khiên chắn, ấy thế mà cô ba nổi đó đập nát tấm sắt của Xedea. Sera vẫn còn thương cảm đồng đội từng vào sinh ra tử nên cố gắng khuyên cô ba hãy ngừng cuộc chiến này lại. Những hàng càng liên tiếp hơn đánh anh tới tấp. Biết không còn cách nào khác ngoài tiêu diệt kẻ phản bội, bất ngờ Xedea lao đến đánh mạnh vào vết thương của hắn. Nhờ vậy mà nhanh chóng chiếm thế thượng mã phong khiến kẻ phản bội xây sẩm choáng váng trong đau đớn. Cô ba một lần nữa chơi bẩn, đánh sập cả giàn giáo. Số mệnh chân mệnh thiên tử nên Sera chụp được sợi xích sắt phản công. Bên dưới Dreyfus biết không thể thương lượng với Macomb nên lão chụp sợi dây dẫn kíp nổ muốn đồng quy vu tận với bầy khỉ. Ngọn lửa địa ngục bên dưới muốn nuốt chửng mọi thứ. Tòa tháp phía dưới rung lắc dữ dội, vua khỉ Xedea kịp thời đu xích sắt đáp vào trong an toàn. Nhưng xem chừng tòa tháp này sớm muộn cũng đổ sập, cô ba cũng may kịp thời thoát chết trong gang tấc. Đã quá nhiều chú khỉ đã chết sau cú nổ vừa rồi. Sera nhìn giống loài của mình nằm la liệt vô cùng thương cảm. Anh tự mình cứu những thành viên bị thương dưới đống sắt vụn. Cô ba cũng đứng lên từ đống đổ nát, hắn cũng bắt chước Sera đỡ thanh sắt lên cho đồng đội. Nhưng lấy khẩu súng lên hắn thả thanh sắt lại chỗ cũ, cô ba nham hiểm nã súng bắn lén Sera. Sera vác nguyên bó thép phi thẳng vào tên phản bội. Cô ba vẫn hung hãn bắn khắp nơi muốn giết chết Sera bằng được. Sera căm hận cứ thế lao thẳng vào cô ba hết cỡ. Kẻ phản bội lúc này mới rơi vào tình huống nguy cấp. Cô ba nói rằng khỉ thì không nên giết hại lẫn nhau, em hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau không giết anh nữa này. Xedea cười khẩy vào mặt tên phản bội và nói đợi đầu thai kiếp sau đi rồi tính tiếp nha cưng, và thả tay cho kẻ phản bội rơi từ trên cao xuống chết không kịp ngáp. Sau đó vị vua của loài khỉ đã chính thức trở lại. Ông chỉ huy đám khỉ rút khỏi tòa tháp nguy hiểm này. Xuống lên dưới tòa tháp, Sera vô tình gặp lại Macomb tại đây. Lúc này Macomb nói Sera phải rời đi ngay vì quân đội tiếp viện đang đến. Vua khỉ biết rằng sau cuộc tàn sát con người vừa rồi thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng là vua nên nó sẽ lãnh đạo loài khỉ chiến đấu đến cùng. Sera ôm chầm lấy người bạn tốt bụng này và hẹn nếu có duyên sau này anh em ta sẽ kết nghĩa huynh đệ. Sau đó Sera quay lại bên gia đình nhỏ của anh. Binh đoàn Hoa Quả Sơn sau trận chiến số lượng cũng không thiệt hại nhiều lắm. Tất cả quỳ dưới chân của đại vương Sera báo hiệu cho trận chiến giữa con người và loài khỉ sắp xảy ra. Đến đây là hết phim rồi. Phần 3 sẽ là phần kịch tính nhất của hành tinh khỉ, liệu con người có phát động chiến tranh sống còn với loài khỉ hay không nhỉ? Chắc hẳn các bạn tò mò lắm đúng không nè? Và liệu vua khỉ Sera có đủ sức bảo vệ giống loài của mình hay không? Thì chúng ta sẽ sang phần cuối cùng của bộ phim nhé. Hôm nay mình sẽ review phim Hành tinh khỉ phần cuối, Đại chiến hành tinh khỉ. Những người này đang tham gia trò chơi con mực thì ngó thấy một chú khỉ. Bọn họ định xách súng làm thịt em nó, nhưng một trận tuyết lở đã ùn ùn kéo tới, giờ thì mạnh ai nấy chạy mà tìm đường sống thôi. Chú khỉ đã trèo lên cây và thoát khỏi bão tuyết. Còn những người chơi bên dưới đều đã ga mèo vờ hết cả đám, mà chú khỉ chiến thắng chính là vua khỉ Sera. Vậy tại sao vua khỉ Sera lại có mặt ở đây? Hôm nay tôi sẽ review cho bạn. 5 năm sau trận chiến chạm trán với loài người ở phần phim trước, lúc này, Sera đang dẫn thần dân cố thủ trong rừng sâu trước sự truy kích của con người. Lúc này, một đám lính đang lùng sục khắp khu rừng để tìm tung tích loài khỉ, quyết tâm tiêu diệt tận gốc loài khỉ. Trong nhiệm vụ đó, kỳ khôi thay, họ được một con khỉ tên Ghét giúp sức. Tuy nhiên, cậu chàng lại bị người ta đặt biệt danh là con lừa. Nhờ vậy, con người đã tiếp cận được căn cứ loài khỉ. Đội trưởng bắt đầu ra lệnh bắn tỉa giết chết con cầm súng. Cuộc đột kích bất ngờ khiến loài khỉ không kịp trở tay. Quân lính con người cứ thế được đà xe máu bắn tới tấp tàn sát loài khỉ. Không biết căn cứ này đã chết biết bao nhiêu con, kẻ phản bội nhìn đồng loại mình bị giết mà không chút thương xót. Một con khỉ đã trở về gọi cứu viện. Lập tức tiểu đoàn khỉ vội vàng kéo 500 anh em đến thứ nguy. Binh đoàn khỉ ném cỏ khô thay cho lựu đạn khói, rồi bắt đầu ra sức đánh trả lại quân đội loài người. Ngay sau đó là cơn mưa tên ập đến hạ sát chết rất nhiều người. Quân đội bị áp chế chết ngã gạ, họ muốn giúp quân nhưng không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn duy nhất vài anh lính sống sót, cuộc đột kích để lại quá nhiều thương vong cho cả hai bên. Sau cuộc chiến, lúc này, vua khỉ Sera tiến đến nhìn thần dân, thật sự anh quá đau lòng, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mà họ cũng bắt được 4 người và một con khỉ phản bội. Hóa ra, có nhiều con khỉ phản bội là nó muốn trả thù cho con khỉ cô ba, nên mới phục vụ cho đại tá giết Sera để trả thù. Sera rất hận con người khi đã tấn công sát hại đồng loại anh. Nhưng nếu giết họ thì cuộc chiến này vẫn sẽ không ngừng lại. Cho nên Sera không giết những người lính này mà thả đi, kèm theo tối hậu thư là loài khỉ chỉ muốn chung sống trong hòa bình. Cơ mà đúng lúc đó, Reg lại trốn thoát khỏi sự trấn áp của khỉ trắng Winter. Cái thằng đó đập bể đầu em rồi bỏ trốn đại ca ơi. Sera cho rút quân sâu vào trong rừng để tránh cuộc chiến đẫm máu với con người. Họ thả trôi xác những chú khỉ đã hy sinh theo dòng nước. Khi trận chiến kết thúc, cũng là lúc mắt xanh trở về với gia đình. Về với cô bạn gái Black, bố cậu cũng chạm mặt vợ và cậu con trai nhỏ Cornelius. Như niềm vui ngắn chẳng tày gang,
Bộ tham mưu loài khỉ phải nhanh chóng vào cuộc để chuyển cả vương quốc khỏi khu rừng nguy hiểm đến một miền đất hứa. Nhưng họ phải băng qua một sa mạc xa xôi, tránh xa họng súng của con người. Ngay đêm đó, khi cả vương quốc còn đang say sưa trong giấc ngủ, những tên lính đặc nhiệm của đại tá Macunlot đã rình rập để phản công. Đương nhiên là những tay lính cùi bắp này không toàn mạng khi đặt chân đến đây. Trong lúc đánh hạ được một gã đàn em của Macunlot, anh nhận ra hắn cũng có mặt và đang nhắm đến hang động của anh. Caesar biết có điểm chẳng lành, liền vội quay về căn cứ, tiếc rằng cái giá của sự lơ là không rẻ chút nào khi vợ và con cả của anh đều đã bị gã đại tá sát hại. Cũng may là anh kịp thời trốn đi trước khi một cơn mưa đạn vào người. Kader tranh thủ bám vào dây đu lên trực thăng trốn thoát. Lòng hận thù dâng cao vút ngàn, Caesar căm hận lấy hết sức bám dây đuổi theo. Bằng mọi cách muốn giết chết tên đại tá, nhưng hắn khôn hơn khi cắt luôn dây, khiến Caesar rơi xuống thác nước. Sau khi trở về căn cứ, Caesar ra lệnh cho thuộc hạ tìm cậu con trai nhỏ Cornelius trong tuyệt vọng, nhưng thật may mắn là cậu bé vẫn ổn. Sáng hôm sau, trong khi cả đàn chuẩn bị hành trình đến vùng đất hứa, khỉ chúa Caesar giao cậu con trai nhỏ cho cô khỉ Breck, bạn tâm giao của con trai cả. Sau đó, anh căn dặn Maurice rằng mình sẽ tìm gã đại tá trả mối thù này. Anh bỏ lại thần dân phía sau đi tìm vùng đất hứa, vượt qua hoang mạc mà không có nhà vua, Caesar một mình một ngựa đơn thân độc mã đi ám sát gã thủ ác đêm nọ. Nhưng rằng không, Caesar không xuất kích một mình, anh nhận được sự hậu thuẫn từ quân sư Maurice, khỉ siêu việt Rocket và kể cả tinh tinh Luca vạm vỡ. Ban đầu, Caesar nhất quyết lên đường một mình nhưng chẳng thể cản được hào khí vùn vụt từ đám cận vệ thân tín. Trên đường đi, cả nhóm đến một ngôi nhà bỏ hoang. Dòng đời xô đẩy một anh lính đào ngũ lại gặp bộ tứ siêu đẳng. Khi tay này vừa kịp rút súng, thì Caesar đã kịp bón cho hắn no kẹo đồng từ một góc khuất nào đó. Quá đỉnh luôn đại ca ơi, mấy thằng này đúng là còn non và xanh so với trình của anh mà. Lần sau đại ca để em ra tay làm anh hùng nhé lêu lêu. Vào trong nhà, họ bắt gặp một em bé bị câm. Bớt nóng đại ca ơi, ừ hen, để tao ra chặt nước rửa uống cho mát cái đã, chứ nóng kiểu này nổi mụn nữa cho mặt xem. Chú đời ơi tặng cô bé một con búp bê nhỏ. Nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô bé sẽ chết, thế là vẫn đắc dĩ, nhóm sát thủ lại có thêm một thành viên. Rất nhanh, Caesar cũng đã đến được nơi quân lính đóng trại. Họ phát hiện một kẻ phản bội cũng đang ở đây, má thằng chó Winter kia à. Nhầm thằng khỉ mới đúng chứ. Hello Kitty, em trai có nhớ mấy anh không nè? Ngay lập tức, cả nhóm mới lao vào khống chế. Hắn mới khai ra rằng đại tá Macunlot đã dẫn phần lớn quân lính đi bắt loài khỉ. Đúng lúc này, có một tên lính đứng gần ngoài cửa, bốn chú khỉ vội vàng bịt miệng tên phản bội để tránh hắn lại hét lên. Nhưng không ngờ ra tay quá mạnh khiến hắn tắt thở. Ủa nó ngủ hay sao mà ngon dữ vậy mấy đứa? Trời ơi, nó chết rồi đại ca ơi, tiếc là chưa kịp hỏi thêm thông tin nào về gã đại tá. Đêm hôm đó, Caesar đối mặt với kẻ thù cũ Coba trong cơn ác mộng. Hắn hiện lên với bộ mặt đầy tương ớt tương cà và nói một câu, khỉ không bao giờ giết hại đồng loại. Quả nhiên, sáng hôm sau chúng cũng rời đi. Bốn người cứ như vậy theo chân quân lính đến một vùng băng tuyết, chặng đường của biệt đội khỉ gian nan hơn rất nhiều khi họ phải vượt qua một ngọn núi tuyết. Tại đây, nhóm khỉ phát hiện ra ba cái xác bị vùi lấp trong tuyết, cả ba đều là chiến binh loài người, nhưng một kẻ trong đây vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn. Nhưng người này cũng chẳng thể nói được nữa vì nhiễm cúm khỉ quá nặng. Biết anh ta không thể sống nổi bởi vết thương kia, nên Caesar giải thoát cho anh bằng phát súng ân huệ. Trong khi nhóm khỉ đang quan sát toàn khu vực, thì một sinh vật nhỏ con mặt áo khoác đã hôi mất một khẩu súng trường vào con ngựa chạy mất tiêu. Lập tức đám người Caesar phóng ngựa đuổi theo tên ăn trộm. Rất lâu sau họ cũng đuổi kịp hắn đến một căn nhà. Caesar cùng đàn em trang bị ngập răng và hỏi thăm sức khỏe em nó. Con vật kia biết mình yếu thế, lập tức đầu hàng. Hóa ra kẻ kia lại là đồng loại, một chú khỉ biết nói giống Caesar nhưng trụi lông, tự xưng mình là khỉ hư. Sau khi nhường cho cô bé chiếc áo ấm, khỉ hư mới chia sẻ những câu chuyện về quá khứ. Trước đây, khỉ hư đã từng ở trong một sở thú, nhưng sau này con người tàn sát loài khỉ, cậu đã may mắn trốn thoát và trú ngụ tại đây. Cũng trùng hợp sau chú khỉ này lại viết địa điểm của khu cách ly đó chính là nơi đại tá Macunlot sinh sống. Khỉ hư nghe Caesar nói đi tìm gã đại tá thanh toán, liền muốn co giò chạy trốn rồi nhưng Caesar nói anh muốn trả thù cho vợ con mình. Khỉ hư liền thay đổi ý định đồng ý giúp đỡ vì con của anh cũng đã bị con người giết hại. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Luca tỏ ra gần gũi với Nova bằng cách cài một đóa hoa lên tóc cô bé. Còn chú khỉ tốt bụng lên bộ đồ màu không chút nổi luôn á, vì sợ người ta không nhìn thấy mình. Sau đó bốn thầy trò đường tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh. Cuối cùng, họ cũng phát hiện ra doanh trại của tên đại tá, nhưng bất ngờ họ bị hai tên lính tuần tra tấn công. Trong cuộc giao tranh, không may chú tinh tinh to nhất bị mũi lê đâm vào bụng. Ngay trước khi ra đi, Luca bày tỏ lòng trung thành với Caesar ra hành động cao cả này khiến một con người như Nova phải rơi nước mắt. Cô bé chỉ kịp cài hoa lên mái tóc trước khi chú từ giã cõi đời. Thấy Luca đã hy sinh nên hai chú khỉ khuyên Caesar nên dừng lại, nhưng lòng hận thù đã che mờ lý trí Caesar. Về phần Caesar, anh khẳng định đây là lý do anh muốn đơn độc xuất kích. Thấy vậy Maurice nhẹ nhàng trải lòng rằng anh thấy Caesar đang ngày một giống Coba. Nhưng tay thủ lĩnh có quan tâm gì đâu, đứng dậy và tiến vào căn cứ địa kẻ địch một mình.
Xong, khi đầu đàn chưa kịp trả mối thù sâu nặng, anh đã chết điếng khi thấy hai chú khỉ khác phơi xác giữa bầu trời đầy tuyết. Một chú khỉ hồn hển nói với Seja rằng cả đoàn đã bị loài người bắt giữ khi đang di cư và bây giờ tất cả đang lao động khổ sai. Seja chỉ kịp nghe đến vậy, kẻ phản bội Red từ đâu bay ra rõ một phát bằng súng thấu óc. Khi tỉnh lại đã nằm trong vòng tay của tên đại tá, mà chính kẻ phản bội đang cầm dây xích giữ anh. Hóa ra tên đại tá này có lòng căm thù với loài khỉ. Hắn lại nham hiểm đến mức hành hạ đến chết chứ không giết ngay. Seja chọc tức điên tên đại tá, ê thằng chọc có ngon thả tao ra chơi tay đôi này. Đại tá kiểu trời nhìn mặt anh xem đẹp trai chứ không có ngu, đúng là chỉ có con người mới nghĩ ra những trò bỉ hòi. Sau đó bọn chúng đem anh áp giải cho các thần dân của anh thấy. Rồi đại tá sai thẳng tay nhốt anh vào chuồng. Vua khỉ đau đớn nhìn cậu con trai nhỏ Cornelius đòi bố thảm thiết. Cứ mỗi buổi sáng đám quân đội tập họp rồi kéo lũ khỉ ra ngoài đánh đập một hồi, nhiệt tình nhất là chú khỉ kẻ phản bội Red. Sau đó, lần lượt những chú khỉ lớn bị bắt ra ngoài lao động khổ sai. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, mọi chuyện còn tồi tệ khiến nhiều người nghe cũng phẫn nộ. Đám khỉ lao động nặng nhọc mà không được cho ăn uống. Điều này khiến một số con suy kiệt sức lực ngã ngụy xuống đất. Ngay lập tức, hai con khỉ phản bội được nhận lệnh đánh đập anh ta trước mặt đàn khỉ. Quá uất hận trước cảnh này, Seja hét lên dừng tay lại. Cả đàn khỉ thấy vậy cũng giơ tay đòi được ăn rồi mới làm tiếp, để rồi chàng khỉ đã bị thế ngay vào chỗ đó. Dù bị đòn roi liên tiếp nhưng Seja không rên lên một tiếng. Vua khỉ trừng trừng nhìn Marcolot với ánh mắt rực lửa căm hờn. Nhưng gã này cũng chả quan tâm, chỉ buộc Seja kêu gọi loài khỉ tiếp tục lao động. Tên thủ lĩnh một mực từ chối, trừ khi giống loài của anh được tiếp tế lương thực. Bất lực trước sự khẳng khái của Seja, Marcolot nổ súng toát đầu con khỉ ngay bên cạnh, tên này còn định bắn hạ luôn kẻ dẫn đầu loài khỉ. Ngay trước khi hắn bóp cò, Black cùng thần dân Hoa Quả Sơn đã lên tiếp tục lao động để bảo vệ người thủ lĩnh của họ. Lũ khỉ kiệt sức, nhưng vì cứu Seja nên đành cố làm. Đánh xong rồi chúng trói Seja lên dây, ba chú khỉ bên ngoài chứng kiến tất cả, bắt đầu lên kế hoạch giải cứu. Đêm đó, Red cùng một người khác áp giải Seja đến gặp Marcolot. Tại đây, Seja vẫn nhất mực yêu cầu đại tá đối xử đúng mực với loài khỉ. Ngoài ra còn nói thẳng tên này không có lĩnh vực với loài khỉ, ngoài ra còn nói thẳng tên này không có tình thương. Marcolot phản pháo rằng anh cũng đâu có tình thương về hắn. Chàng khỉ đã trả lời rằng mình đã tha mạng cho cấp dưới của hắn. Seja rất thông minh, bắt thóp được tên đại tá, vạch mặt hắn ta xây tường. Vì sợ quân đội loài người, rất rõ ràng, ngươi vốn là kẻ phản bội ở trong quân đội. Chóng ngộp trước sự thông tuệ của Seja, Marcolot kể cho anh câu chuyện của hắn về cậu con trai mắc chứng cúm khỉ. Căn bệnh này khiến người ta mất đi giọng nói và trở thành những sinh vật nguyên thủy. Marcolot đã bắn chết con trai và mọi người lính có chứng cúm ấy, nên mới quyết tâm tận diệt loài khỉ đến cùng và giết hết tất cả người lính hoàng ra tay cản hắn. Thậm chí là một ngôi làng đã bị hắn lôi ra chặt đầu. Lòng nhân từ hoàn toàn không có trong từ điển của tên đại tá. Tên này khẳng định hắn không muốn giết vợ và con của Seja. Nhưng nếu chú khỉ đó sau này làm vua của vương quốc khỉ, thì hắn chưa bao giờ hối hận khi đã hành động đúng như vậy. Seja tức điên muốn liều mạng với tay đại tá. Sau cuộc đối thoại này, cuối cùng, loài khỉ cũng được cho ăn uống, chỉ riêng Seja bị bỏ đói và treo trên giá gỗ. Nhưng con khỉ phản bội Seja chỉ dội cho một giáo nước. Cô ba một lần nữa hiện về trong ảo mộng của anh, cám dỗ anh đi theo con đường của hắn. Trong khi đó, ở bên ngoài biệt đội, khi còn tự do theo dõi diễn biến trong trại tập trung, nhóm khi đã phát hiện ra một lối đi bí mật, mà lối đi này xông thẳng vào giữa sân tập trung. Buổi tối hôm đó, cô bé đi thẳng đến chỗ Seja bị giam, thấy Seja kiệt sức sắp chết, cô bé mới chuyển tay anh con búp bê vải mà Maurice tặng cho cô lúc trước. Seja tỉnh lại nhìn thấy cô bé và ra hiệu mình đang rất khát và đói, cô bé kịp thời cho Seja uống nước và đem thức ăn lại cho vua khỉ Seja. Gây ra đàn khỉ, khích lệ anh và bày tỏ thái độ trung thành vì họ tin tưởng Seja sẽ cứu được bọn họ ra ngoài. Đúng lúc này, có một đoàn lính đi tới. Chú khỉ tốt bụng sợ cô bé bị phát hiện nên ra mặt đánh lạc hướng. Cũng vì thế mà chú khỉ này bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết và cũng phải bị nhốt chung cùng với đàn khỉ. Và nhờ vậy, Seja mới biết được chúng sắp có cơ hội trốn thoát rồi. Sáng hôm sau, đại tá lại thăm lồng của Seja, xem anh đã về gặp ông bà hay chưa, nhưng không ngờ vua khỉ lại có sức sống phi thường. Hắn còn phát hiện ra con búp bê vải mà Nova đã tặng cho anh. Loài khỉ lại bị bắt đi xây tường rào cho hắn. Seja nhân cơ hội này ra ám hiệu cho nhóm bên ngoài, bởi khi xây xong bức tường thì tên đại tá sẽ giết hết loài khỉ ngay. Lập tức đêm hôm đó cả nhóm hành động, Red dẫn vua khỉ Seja về lòng giam. Seja hỏi Red, liệu khi đàn khỉ bị lão giết hết đại ca có cần anh nữa hay không? Chính câu nói này đã đánh thức một phần bên trong của Red. Nhóm khỉ bên ngoài vẫn không ngừng đào bới để tìm đường thoát thân cho cả đàn. Cuối cùng số phận cũng mỉm cười với bọn họ, khi hư đã đào được một lỗ dò lên mặt đất, nhưng trong quá trình đào bới, họ đã chạm phải mạch nước ngầm. Nước tràn ra lênh láng, nhưng cuối cùng cũng xử lý ổn thỏa. Bên này, Seja cùng Rocket bàn kế hoạch thoát thân cho cả đàn khỉ. Họ chọc tức tên lính canh bằng cách ném xít vào đầu của hắn, khiến gã sừng cộ và bị rơi vào trận địa mà cả bọn đã bày sẵn. Tên này cay cú mở lòng bắt khỉ tra tấn.
bên trong một cục phân to hơn lại được ném tới. Khi chuẩn bị bóp cò thì tay lính bị khỉ hư kéo xuống hố bất tỉnh và bầy khỉ đã dễ dàng đoạt được chìa khóa từ tay hắn. Nhờ vậy mà loài khỉ lấy được chìa khóa mở cửa. Điều đầu tiên xê ra đến mở cửa cho lòng khi con để chúng âm thầm đu dây cáp chuyển. Đến lòng khỉ lớn thuận lợi giải cứu cho lũ trẻ chạy được thoát đi đầu tiên. Khi tất cả đã an toàn, Kaeasar tính quay lại đối mặt với Makulot cho một trận đánh cuối cùng. Trước khi rời đi, anh thú nhận với Rocket rằng mình cũng giống như cô ba, cũng chẳng thể rủ bỏ được hận thù. Khi Seja tìm đường vào phòng của gã, cũng là lúc quân đội tấn công kịch liệt vào trại tập trung, nã tên lửa liên hồi vào chính đồng loại của mình. Trong lúc hoảng loạn, một anh lính phát hiện ra lũ khỉ đã chạy trốn hết rồi. Cũng may là loài khỉ vừa kịp chạy thoát, quân đội miền Bắc đã tràn đến gần trại tập trung. Seja cuối cùng cũng tìm được tay đại tá, mà hắn lúc này đang ngoác ngoải như phê cần, nói không nên lời vì chứng cúm khỉ quái ác. Seja chộp lấy khẩu súng muốn trả thù, loại virus đã khiến hắn đau đớn, chảy máu không ngừng. Makulot tự dí súng vào đầu của hắn, ngụ ý rằng Seja hãy kết thúc sinh mạng đầy tội lỗi này đi. Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gắt gao, Seja mua khẩu súng lục xuống, để tay thượng tá từng một thời oai vệ tự tay bắn nổ đầu mình. Lúc này, bên ngoài chiến tranh vẫn đang xảy ra ác liệt. Con khỉ phản bội lắp súng máy cho thằng lính bắn đồng loại của mình. Đúng là thời nào cũng có những kẻ đê tiện và bỉ ổi không thể nào tả được. Seja thấy loài khỉ đang bị tàn sát thảm thương, vẫn may là bên dưới có thùng nhiên liệu đang rò rỉ. Anh vội vàng vơ lấy một túi lựu đạn, muốn chạy đến cho nổ bình xăng. Mà lúc này đám khỉ bên ngoài vẫn không ngừng phản công bảo vệ đồng đội. Liệu những chiến binh Hoa Quả Sơn có bị kẹp chặt giữa chiến tuyến này đến chết hay không? Red thấy những chú khỉ chết như ngã dạ liền cảm thấy hối hận. Liệu việc của cậu làm lúc này có còn đúng nữa hay không? Bên trong Seja đã chạy đến rất gần bồn chứa nhiên liệu, định ném khoai lang dừa khô thì bị một mũi tên bắn hạ. Seja đau đớn nhưng không làm gì được. Đúng lúc này, một quả phóng lựu bay tới giết tên lính. Thì ra con khỉ phản bội đã quay trở lại giải cứu Seja, đương nhiên nó bị ăn một viên kẹo đồng trả giá. Mặc dù Red đã bị bắn chết, nhưng như vậy là quá đủ để Seja kích nổ bồn chứa, tạo ra một trận rung chấn thổi bay cứ địa của loài người. Hình như là mình nghe tiếng xì xì ở đâu đây thì phải, à đủ là quả bom kìa. Seja vội chạy xuống ngầm trước khi bình xăng cuối cùng nổ tung và kịp thoát ra ngoài cùng lúc với quân đội Mỹ tràn vào căn cứ. Những con người ăn mừng khi đế chế độc tài của Makulot đã sụp đổ. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra sự có mặt của thủ lĩnh loài khỉ và toang định giết hại anh. Nhưng vụ nổ hồi này đã gây ra một vụ lở tuyết kinh hoàng. Giờ thằng nào chạy nhanh là thằng đó sống. Nhưng tuyết lở vẫn nhanh hơn bước chân con người. Thoáng chốc, toàn bộ quân đội con người bị tuyết giữ nuốt chửng không còn cái nịt. Vua khỉ Seja nhanh chân kịp bám lên một cái cây trước khi tuyết lở đến. Trận bão tuyết cuối cùng cũng đi qua và cả đàn khỉ an vị trên những cành cây cao, sống sót nhờ chính bản năng của chúng. Còn về phần con người, dư chấn từ trận tuyết lở đã quét sạch không còn một ai. Tất cả lại tiếp tục lên đường tìm về miền đất hứa, cuối cùng cũng chọn được một nơi tuyệt vời để xây dựng đế chế loài khỉ. Trong khi Seja và Maurice ngắm những thần dân trong hạnh phúc, thì Maurice phát hiện ra thủ lĩnh của anh bị thương nặng do tên bắn khi này. Biết rằng mình không thể qua khỏi nên Seja trấn an Maurice lần cuối, đảm bảo con trai nhỏ cô như New York được an toàn, đồng thời khẳng định loài khỉ vẫn sống kiên cường dù có anh ở bên hay không. Maurice lên tiếng ca ngợi và xoa dịu người đứng đầu, trước khi Seja gục ngã trong thanh thản và an yên. Trên bầu trời, bão tuyết đã tan và mặt trời dần hé dạng, báo hiệu cho một kỷ nguyên mới sẽ đến. Tuy nhiên, hành trình của Seja đã chấm dứt, nhưng đó chỉ mới khởi đầu cho thời đại mà loài khỉ là sinh vật làm chủ của hành tinh xanh. Hành trình của vua khỉ Seja đến đây cũng đã kết thúc rồi. Sức mạnh của anh không phải đến từ sự dũng mãnh và cơ bắp, mà là trái tim yêu thương gia đình và che chở đồng loại. Seja đã trải qua những khó khăn khi đối đầu con người để bảo vệ đàn khỉ, rồi khử kẻ phản bội cô ba. Đến phần này, anh phải tự tay trả thù cho vợ con mình, nhưng trên hành trình trả thù ấy, Seja đã không cô đơn mà vẫn có những người bạn tham gia. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng và trung thành với vua khỉ. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhé. Bye bye!